Thưa quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN, thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2017, Đại tá Tôn Thất Tuấn, hiện là đương kim tùy viên quốc phòng của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, cùng phu nhân là bà Thu Hà viếng thăm Viện Bảo tàng Truyền nhân Việt Nam tại thành phố San Jose. Cảm ơn bác là cho hai vợ chồng đến thăm. Không phải là một chuyện mà muốn đến thăm muốn được cũng được, mà được tiếp đón rất là nồng hậu ở đây. Vũ Nhân sẽ được gửi đến quý vị cảm nghĩ của phu nhân đại tá, tùy viên quốc phòng của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, bà Thu Hà. Hà thấy rất cảm động, tại vì cái museum này thể hiện là cho lịch sử của những người Ý gốc Việt, làm sao mình có thể đến đây được để di tích lại lịch sử cho con cháu xem sau này. Trong buổi nói chuyện rất riêng tư và thoải mái, trong phạm vi giới hạn vì chức vụ không cho phép, dịp này ông Tuấn trình bày đặc biệt về việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa với sự tham dự của một số khách mời chọn lọc, nên ông chỉ có thể thông báo vắn tắt một vài con số cụ thể. Đại tá Tuấn cho biết tổng số phần mộ hiện nay còn lại tại Nghĩa Trang là trên 10.000 ngôi mộ. Bước đầu trùng tu được trên 200 phần mộ đầu tiên vào khoảng năm 2014. Và từ đó cho đến nay, mặc dù có nhiều ý kiến khác biệt, nhưng chỉ trong vòng vài năm, những người Việt Nam có lòng tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới tính đến cuối năm 2016 đã trùng tu được 5.700 ngôi mộ. Mỗi ngày con số này gia tăng. Thưa quý vị, trong 2 tiếng đồng hồ với những lời tâm tình từ trái tim và tấm lòng yêu quê hương Việt Nam của Đại tá tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại Hà Nội, Tôn Thất Tuấn, đã làm cho những người có mặt hôm nay cảm động và tự hào về ông. Đặc biệt, trong chức vụ hiện nay, ông là người quan tâm và có cơ hội góp phần trực tiếp để bảo tồn nghĩa trang Biên Hòa. Chúng tôi cảm thấy rằng là một đại tá mà gốc Việt mà đã có một cái tấm lòng nặng tình với lại quê hương, với dân tộc và đồng thời quan tâm rất nhiều về vấn đề cái nghĩa trang quân đội mà. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi rất là hài lòng và rất quan nghênh và ước mong rằng tất cả những sĩ quan người Mỹ gốc Việt mà cũng nặng tình với lại quê hương dân tộc như vậy. Hôm nay với tính cách tâm tình, ông ấy giải bày những cái tâm tình của ông ấy, mình nhìn thấy nó gây cho xúc động, là một người rõ ràng là một người Mỹ và có cái tấm lòng nghĩ đến nghĩa trang đối với Việt Nam mà ở cái chức vụ cao cấp, mình phải hãnh diện. Đó là một người của cộng đồng Việt Nam. Và những cái giải bày của ông ấy, mình mới có cái thông cảm trong cái vấn đề, cái khó khăn, nhưng mà nhìn thấy rõ là cái tương lai của cái nghĩa trang ấy nó tồn tại. Cái điều đó là quan trọng, rõ ràng nó tồn tại, không phải là những cái tên gọi, không phải là những cái xây dựng hoành tráng, không phải là những cái chiêu bài bên ngoài, mà cái tồn tại ở cái chỗ là 10.000 cái ngôi mộ của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm đó sẽ trong một vài năm nữa sẽ là trở thành những ngôi mộ tươm tất thật sự. Cái đó là cái giá trị mà thực sự mà làm ấm lòng tất cả những mọi người. Tôi rất là sung sướng. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ miền Bắc của tiểu bang California.